Thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang nói về vấn đề thiết kế hay design cái form giao diện cho trong Java nhé. Thì anh bạn là assignment của chúng ta cũng sẽ yêu cầu chúng ta về vấn đề thiết kế giao diện nhé. Đây thầy sẽ tạo một cái packet mới cho nó dễ dễ quản lý nhỉ, không này swing thì ở đây Java có chúng ta trong Java chúng ta có thể sử dụng hai hai cái cách thức cơ bản để thiết kế giao diện, đó là sử dụng Swing hoặc là Java FX. Java FX thì chúng ta sẽ cần mất thời gian hơn một chút về vấn đề viết code để tạo giao diện cơ bản. Còn Swing thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp là kéo thả, chủ yếu là kéo thả cho nó dễ thuận tiện giống như là trong C#. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một file mới nhỉ. Ta phím phải chuột xong rồi new chọn G frame form, em chọn G frame form này nhỉ. G frame form. Sau đó thì đặt tên cho nó, ví dụ như là form 1 chẳng hạn. Đấy, thì ta sẽ được một cái giao diện như này. Bên đây là các cái thành phần mà chúng ta có thể sử dụng đưa vào trong form. Chúng ta có thể thay đổi kích thước của form theo ý muốn là như này. Thế. Và khi ta cần một một component nào đấy, một thành phần nào đấy vào trong form ấy thì chúng ta sẽ kéo nó vào thôi. Button này, đó, đấy, rất là dễ dàng. Radio này, list này, vân vân. Đó. Rồi table này, bảng bằng biểu này. Dạ. Thì cái này nó cũng khá là tương tự như trong C#. Đó. Thanh tiến trình này, check area này, combo box, check box vân vân, radio label là nhiều. Dạ. Chúng ta chỉ phải kéo thả là xong. Kéo thả là xong thì ta sẽ dựng giao diện, sau đấy chúng ta sẽ lập trình cho nó. Thì để cho nó có một cái thứ tự cũng như là cái tính tuần tự cho nó dễ ngay từ đầu thì thầy sẽ demo tạo một cái form một cái ứng dụng cơ bản và đơn giản như sau, tức là tạo và lập trình cho nó đấy. Còn đâu các thành phần đây thì nó cũng khá là đầy đủ, chúng ta đã học PP chẳng hạn thì nó cũng có những cái thành phần kiểu như PP HTML ấy. HTML và trong C# nó cũng khá tương tự với trong C# nha. Thì ở đây thầy sẽ tạo một cái form mới nhé. String này, new z frame form nhé, z frame form này. Sau đó thì thầy đặt tên là form 2 đi. Thì chúng ta sẽ theo một cái hướng dẫn như sau để cho nó tiện nhé, cho nó dễ này.
Nếu tạo cái mới thôi, chúng ta có thể tạo dàn mới nhá, tạo dàn mới cũng được này, chọn chi frame form này. Tạo một form, một cái giao diện form như này này thì mình sẽ giới thiệu các khu vực này. Đây là khu vực lập trình này. Phần property, phần bên này là phần chứa các chủ tính nhé, các chủ tính cho từng thành phần nhé. Tự nhiên thì kéo một button ra chẳng hạn. Đó. Thì lúc này kích vào phần property ở đây, nó sẽ show ra cho ta một loạt các cái chủ tính của cái đối tượng button này, hay là của cái component button này. Hoặc chúng ta có thể phím phải chuột vào nó này, xong chọn property để xem này. Không thì nó sẽ có sẵn ở bên này luôn này, bên phải này. Chúng ta kích vô chọn nó này. Thay đổi nón được chứ. Màu sắc rồi kích thước, cỡ chữ luôn, chúng ta đều làm được. Thế. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái giao diện cơ bản là tạo ra một ứng dụng kiểu như là chuyển đổi nhiệt độ giữa hai cái đơn vị đo nhiệt độ là Celsius và Fahrenheit nhé. Thì đầu tiên ta sẽ tạo ra kéo ra các cái tick field với cả button với cái label như này nhỉ. Field này. Field thì field này, kéo tick field ra này. Đấy, cho to ra một tí này. Cái tick field đây nhá. Nó nằm ở cái chỗ phần swing controls, control này. Tiếp theo là kéo nhãn ra này, kéo label ra này, đó, cho to một chút này, đây là button này, cho to ra này, kéo thêm một nhãn nữa nha. Đấy. Đấy. Này. Về cỡ kích cỡ form mà ta có thể thay đổi thoải mái, về kích cỡ form nha. Chúng ta có thể chạy nó đơn giản bằng cách phím phải chuột vào cái file ấy, cái file form em nhé, file form này, phím phải chuột này, xong run này, đó sẽ ra cho ta cái kết quả chạy như này này. Đây, đây nha, button này. Nhá, phím phải chuột rồi, phím phải chuột vào form này, xong nhấn run này, dạ. Thì ở đây chúng ta design cho thầy bốn bốn cái control nhé, bốn cái nhất là cái một cái check field nơi mà ta có thể điền thông tin vào đây, ví dụ như ta điền một cái nhiệt độ nào đó. Ý tưởng là sẽ có một trích field để cho mình điền một cái nhiệt độ đó, ví dụ điền 36 độ hay 37 độ chẳng hạn thế. Sau đấy thì kích vô button này, nó sẽ chuyển đổi cho mình cái nhiệt độ đấy sang nhiệt độ độ F chẳng hạn, độ C, từ độ C cho độ F như thế. Xuống nha.
Ở đây ta sẽ đổi một chút về cái text cho nó. Cái text cho nó nha. Thì ở đây cái nhãn bên trên này này. Nhãn bên trên này nha. Mình sẽ kích vào property này. Nó đang có cái nhãn mặc định là zillable. Cái phần text nha. Thuộc tính text này. Ở đây nó cũng tức là cái thuộc tính thì nó y hệt như là nó các cái thuộc tính của đối tượng ấy. Nó là các thuộc tính đối tượng nhá. Đó, có cái text này. Ví dụ như là thầy sẽ đổi nó thành Celsius này. Celsius xem là tên Celsius. Celsius. Xong enter này. Đó nó sẽ ra được cái chữ cái chữ Celsius ở đây nhá. Đó. Về cỡ chữ thì chúng ta kích vào phông này. Cái thuộc tính phông này nhá. Đó. Thì bên cạnh nó có cái mặc định là tau 11 lên này. Chúng ta kích vào đó và nó hiện ra cho mình cái hộp thoại cho mình có thể chọn kiểu phông chữ khác, phông style khác và size khác. Như vậy cho size nó là 24 xem nào. Đó, cái chữ này nó to hơn. Celsius thì nó to hơn nhé. Cái thuộc tính phông này nhé. Mình cũng có thể đổi cái dạng chữ nó dạng chữ động, chữ nghiêng, bold, italic, cái cả động cả nghiêng này. Hoặc là bên 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 phải này, bên trái thì là một loạt các cái phông chữ. Đó, mình thích chọn phông chữ gì thì mình chọn cái này nhé. Đấy. Cái button 1 này chúng ta kích vào button 1 này xong kích vào property thì nó cứ ở phần text, nói chung là cái thuộc tính cái control nào cũng có cái thuộc tính text và nó sẽ mang một giá trị mặc định bắt đầu nào đấy, giống như kiểu mình dùng hàm tạo ấy, đúng không? Hàm tạo mình gắn giá trị ban đầu cho nó là cái gì đấy thì đây cũng thế. Cái hàm tạo nó sẽ tự động nó gắn giá trị ban đầu theo một cái giá trị mặc định nào đấy, cứ bất kỳ một cái button nào hiển thị ra đây nó nào. Thì cái chỗ text này nó là z button 1, vậy thay đổi nó thành là congrats chẳng hạn. Congrats nha. Thế và chúng ta có thể đổi cỡ chữ cho nó. Đây là Tahoma chẳng hạn, đổi nó thành 24 đi. Chữ động đi. Thế. Và tất nhiên chúng ta cũng phải đổi màu sắc cho nó được nhé, màu sắc này, màu sắc này. Đó, đổi màu chữ, đổi màu chữ thì chúng ta kích vào chọn thuộc tính là foreground thì bên cạnh nó có một cái tên mặc định đấy, chúng ta kích vào cái dấu ba chấm nhá, dấu ba chấm ở bên phải này, đó, nó hiện ra này. Nó có khá là nhiều các cái lựa chọn cho màu sắc, chọn theo kiểu màu cơ bản thế này hoặc là swatch, chọn theo kiểu màu swatch tức là cái ô màu đấy. Tiếp theo là ở cái label 2, z label 2 này nha. Chúng ta cũng sẽ thay đổi cái nhãn hiển thị của nó. Là mình đang đổi từ muốn đổi từ Celsius sang Fahrenheit nên mình cũng sẽ đặt đổi lại cái z label 2 thành Fahrenheit nha.
Để mà xem là cái tên của nó cái gì đã. Tên nó hơi lằng nhằng một chút. Farmate. Pha men cho cái cỡ chữ nó to một chút này. Cho nên hai tôi nha chủ động đó con cái tích field thì chúng ta sẽ xóa nó đi, chúng ta sẽ không không điền cái gì vào bên trong cả, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái property này nó giống hệt như kiểu chúng ta dùng hợp tạo này, hợp tạo giá trị ban đầu cho nó ấy. Rồi, nó sẽ mang một giá trị ban đầu nào đấy để nó có thể tồn tại được thực tế. Rồi, như thế chúng ta đã học. Kéo rộng một chút này. Thế xong ta chạy thử sao nhé. Ta được cái giao diện form này. Ở đây ta có thể điền chữ. Theo nhé là chúng ta đổi đổi cái tên để sau đó ta sẽ tương tác với nó giống như kiểu đặt tên cho đối tượng ấy. Thì ở đây ta cần có hai cái để tương tác, một là các cái nhãn này nó chỉ là nhãn để hiển thị cho mình hiểu dễ hiểu thôi, còn để tương tác thì chúng ta sẽ có cái tích field để tương tác. Ta điền thông tin vào đây cho phép người dùng điền vào, xong ta lấy thông tin đấy để ta sẽ xử lý. Và cái nút convert này để kích vào đấy để thực hiện động tác xử lý, thì chúng ta sẽ phím phải chuột vào cái nhãn trước này, à cái tích field trước này. Sau đó thì chọn cái train variable name này, train và nó đang có một cái tên mặc định là gtextfield một, thì nó hơi khó hiểu, mình đặt tên nó là cái tên gì bây giờ nhỉ, ví dụ như là tem tem hoặc là tem temperature chẳng hạn, temperature nhé, khá là vấn đề về nhiệt độ ấy. Wow, nhiệt độ hoặc là chúng ta ghi chữ nhiệt độ từ tiếng Việt cũng được. Đấy, mình đổi một cái tên nhé. Đấy, còn cái convert này thì mình đổi sang một cái tên khác. Cái button này thì là thì là chúng ta làm là convert cũng được. Convert. Đại khái là mình đặt một cái tên gì đấy để sau đấy mình dễ tương tác với nó. Tức là dễ lập trình ấy, tương tác trong lập trình. Nhắc lại là cách thức để đổi tên này, phím phải chuột nha. Trên variable name này. Trên variable name này. Đâu ta đổi tên cho nó này, được chưa, tiếp tục nha. Thì ở đây nó có hai cửa sổ cơ bản là cửa sổ design và cửa sổ source và code ấy. Chỗ này các em nhìn chỗ này này, chỗ này nha,
Đó thì kích vào phần source, các em sẽ nhìn thấy hệ thống nó sẽ nói chung là tự động nó sẽ phát sinh code cho mình. Đó. Ví dụ đây ta nhìn thấy có một cái vùng vùng nơi mà khai báo các cái biến, thực ra nó là khai báo các cái tham chiếu. Đó, có cái tham chiếu đấy. Đây, kích vào phần source này nhá, phần design này, phần source này, design này, source này. Đây là nơi khai báo các cái tham chiếu hay còn gọi là các cái biến biến tham chiếu này. Và đây người ta có ghi rõ là do not modify, nghĩa là cái chỗ này chúng ta không thể làm gì được. Đó. Không không thay đổi được nha. Không thay đổi được nó ở trong phần source. Mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải chuyển sang design ta thay đổi. Nha. Thì những cái name, những cái tên biến vừa nãy chúng ta đã đổi nó rồi thì nó sẽ được cấp update đây. Đó. Đây này. Vùng này nhé. Đấy, còn ở đây là cái phần look and feel setting code là nó cũng sẽ phát sinh cho chúng ta một cái lượng code. Này. À, tuy nhiên chúng ta sẽ chưa chưa cần quan tâm, nó sẽ hơi rối chỗ này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại design nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập trình cho nó nha. Trình cho nó là ở đây là cái kích vào cái nút này thì làm gì đấy. Thì kích vào cái nút này thực ra nó sẽ phát sinh những sự kiện giống như chúng ta học ở trong HTML đó, cũng sẽ kích vào cái gì đấy hay chạm vào cái gì đấy thì nó sẽ, ta muốn nó sẽ thể hiện cái sự kiện gì, ra phím phải chuột này chọn event này, events action này, action nha, xong chọn action perform nha, event action action perform đó thì nó sẽ cho ta một cái nơi ở trong code, trong source đấy, trong source code. Một cái nơi mà ta sẽ thực hiện các cái lệnh mà khi mà kích vào nút button thì nó làm cái gì. Cái này chỗ này nhé. Thì tên của nó là convert action perform, thì cái chữ convert này thực ra nó chính là cái name của cái button mà ta vừa đổi nó thành convert đấy, đúng không? Xong lần sau nó thêm cái chữ action perform. Cái đoạn này chính là cái đoạn mà ta sẽ lập trình cho nó này. Ta có thể xóa cái comment đi nhé. Thế, bây giờ tiếp tục này. Đây là cái đoạn code chuyển đổi nhiệt độ này. Thì để, ở đây thầy sẽ làm dần dần cho nó dễ hiểu đấy nha. Bây giờ như này là khi kích vào đấy, kích vào thì thầy muốn là đây đã khá thì chạy như này này, chạy như này nha. Khi kích vào cái chữ convert này, thầy muốn cái chỗ text field này nó hiện ra cái chữ hello chẳng hạn thôi. Wow. Đấy. Thì ta sẽ làm như sau này, ta sẽ nhìn sẽ thấy được cái những cái phần kiến thức mà chúng ta học phía trước này. Kích vào button thì text field nó sẽ hiện ra chữ hello, chứng tỏ là chúng ta sẽ cần phải gọi được cái
đối tượng hello đấy, à đối tượng tích view đấy, wow, thì mới 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 cho nó một cái chữ gì đấy được, thì ở dưới này chúng ta đặt tên cho nó là cái tích view đấy, name của nó là temperature này, temperature nha, thì ta có này, đánh chữ tem này, nó hiện ra cái ý là temperature, thế là tên của đối tượng tích view đấy, wow, chấm này, các em sẽ thấy nó ra một loạt các cái member, các cái thành phần của nó, các thuộc tính cũng như là các cái phương thức giống hệt như kiểu chúng ta đang lập trình đối tượng thông thường ấy. Wow. Đây là các cái thành phần của đối tượng. Chúng ta có một cái member như sau này. Settings. Settings. Nó giống hệt như các cái bộ getter với cả setter ấy. Đúng không? Các cái getter và setter ấy. Thì có phải là ở bên design này chúng ta có nhìn thấy một cái thuộc tính mà chúng ta đã dùng đến, đó chính là cái thuộc tính text này này. Đây này. Wow. Thuộc tính text. Có thuộc tính gì thì chúng ta ở đây nó sẽ có những cái getter và setter tương ứng nhau. Có thuộc tính text thì có cái getter là get text, có cái setter là set text. Đấy kiểu thế. Đấy thế vậy, vậy ta muốn thiết lập giá trị cho nó thì ta dùng cái set text. Đấy, set text. Đấy, và ta sẽ đưa vào một cái nội dung nào đó như thầy vừa nói là hello đấy, hello. Thế bây giờ ta sẽ chạy thử nhá, chạy thử. Nhấn thử convert nhé, xem nó như nào. Đó, các em nhìn thấy chữ hello này. Nó sao chữ nó bé thế nhỉ? Mình quên chưa ấy, quên chưa design cái chữ này. Click vào click click view nhá, xong rồi chọn. Đấy. Đây, chị nhấn nhấn vào nút convert này, chữ hello này. Đó, thì các em thấy rằng là tất cả những gì chúng ta làm đây nó đều đang áp dụng từ những gì chúng ta học từ trước thôi. Chưa có điều gì. Được chưa? Tiếp theo nhé, tiếp theo này, giả sử như sau khi mà nhấn vào chữ hello như này, nhấn vào convert nó sẽ chỗ này chữ chữ hello này đúng không, và thầy muốn là cái chỗ này này nó sẽ được cái chữ hello ở trong text field này nó cũng sẽ được lấy và để ở cái nhãn nhãn mà đang có cái nhãn là friend hay này đúng không, lấy cái nội dung này để vào đây, như vậy có nghĩa là ta đang tương tác với cả cái đối tượng nhãn này, đối tượng nhãn này, vậy thì ta cần phải biết nó tên là gì đã, xong rồi ta mới tăng tương tác được. Thì ở đây thầy sẽ đổi lại tên cho nó này, change variable name này, đó ví dụ như thầy đặt tên là FA đi chẳng hạn nha. Đấy. Thì quay trở lại source code, source thì ta sẽ có là nó tên là FA đấy đúng không? Chấm này. Set text thì nó cũng có phần set text cơ bản. Set cái text này là cái gì? Là chính là cái nội dung mà trong cái text field nó đang có. Đang có. Thì cái nội dung mà đang có đấy nó chính là cái gì, nó lấy cái nội dung của cái ông text field, nó tên là temperature.
lấy nội dung của nó chính là get text thôi. Get text. Đấy, setter getter đấy. Đó, lấy nội dung đó là setting. Để ta thử xem sao nhé. Nhấn thử con vân này. Đó, thì như vậy nó đã lấy được cái nội dung ở bên click field nó để. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái mục tiêu của chúng ta đối với cái app này. Đó là gì? Là cho người dùng điền cái nhiệt độ, nhiệt độ vào tích phiêu. Xong sau đấy thì mình sẽ thực hiện động tác là nhấn vào cái nút convert này, nó đổi nhiệt độ đấy sang nhiệt độ Fahrenheit. Ta quay trở lại mục tiêu như thế nha. Thì lúc này ta sẽ có một cái công thức để chuyển đổi từ độ C sang độ F như sau nha. Là cái độ C đấy ấy, ta sẽ nhân với 1.8, sau đó thì cộng với 32 thì ta sẽ được độ F nha. Công thức của nó là như thế nha. Lấy cái độ C đấy, lấy độ C đấy xong ta nhân với cả 1.8 được bao nhiêu, ta cộng với 32 thì sẽ được độ, ta sẽ được cái độ độ F nha. Đấy. Vậy quay trở lại đây thì cái set text này là thiết lập thôi, còn như vậy ta cần phải dùng là get text đấy, lấy cái nội dung ở trong đấy ta nhân với 1.8. Nhưng mà ta không nhân được là bởi vì cái phép toán nhân này nó lại đang nhân một một chuỗi, kia là chuỗi với một số thì không nhân được, nên ta phải ép kiểu của nó sang cái kiểu khác. Độ này thì sẽ chuyển sang kiểu integer thì nó lại không hợp lý nhỉ, float hoặc double gì đấy đúng không? Đó, thì chúng ta có thể dùng cái cách thức là double.pass double nhé, đối với cái chuỗi. Chuỗi này thì chúng ta có nói phía trước rồi, double.pass double đối với cái chuỗi này, đối với cái chuỗi này đấy. Xem nào, nhân với 1.8. Thế sau sau đấy thì cộng với 32. Thế xong rồi ta đem gán nó cho một cái biến gì đấy, xong rồi ta sẽ set text cho F. Biến đó độ F thì chúng ta có thể là kiểu để là kiểu float cũng được hoặc là double cũng được. Thường thì người ta hay chuyển sang dạng số nguyên. Không, chúng ta thích không thích cho nguyên, chúng ta có thể là để độ thực nhá. Chúng ta để là float đi. Float FAH chẳng hạn. Này nhá. Thì toàn bộ cái này nó sẽ đang ở dạng là double, chúng ta phải convert nó sang float đấy. Còn nếu chúng ta không muốn convert thì chúng ta để cái này thành double cũng được. Đó. Double này nha. Xong sau đấy thì ta sẽ ghép vào là cái là đưa nó vào đây. FAH. Tuy nhiên ở đây thì nó sẽ đưa ra một cái báo lỗi là double không thể chuyển thành string được. Chúng ta lại phải đổi thành chuỗi. Đổi thành chuỗi là cách đơn giản nhất là ta cộng với một cái chuỗi rỗng. Thì hệ thống nó tự động nó đổi thành chuỗi rồi. Còn mình thích thêm một cái gì đó đằng sau, ví dụ như là F chẳng hạn. Ý là độ F đấy. Thì ta cộng F cũng được.
là liền hẳn chữ Fahrenheit cũng được nhỉ. Hoặc không thì lấy luôn cái dữ liệu cũ cũng được. Dữ liệu cũ chính là cộng với ma.get. Dữ liệu cũ là cái chữ nó đang chứa là Fahrenheit đấy, đúng không? Bên get text. Đấy, như này nhá. Rồi, ta chạy thử xem sao nha. Điền vào đây là 36 độ C đi. Còn 96.8 Fahrenheit. Này nó không có dấu cách à? Ta sẽ cộng với cách nha. Cách này cộng nha. Ba 86.0 thì dạ. Đấy, các em thấy là cái nguyên lý của nó khá là, nó cũng nói chung là nó cũng đều dựa vào những cái gì chúng ta đã biết rồi, mình trước rồi. À, từ cho thầy một tí nha. Như chưa xem màn hình các bạn nha. Tuấn ơi, Tuấn ơi, em có nhìn thấy màn hình của thầy không? Mà không, thế mà từ bấy giờ không nói gì. Mai thầy đang quay video, đang quay, có đang quay. Đây nha. Các em làm được chưa? Được. Tiếp tục nhá. Thế bây giờ ta sẽ luyện tập cái này một chút. Ta sẽ luyện tập cái phần này một chút nha. À, để cho chúng ta quen này. Đây thì ví dụ như là thì sẽ tạo ra một cái gì frame form mới đi. Form 3 này. Thì các em sẽ design cho thầy một cái app. Để cái thiết kế cho mình, cho thầy một cái app như sau nhé, là đơn giản như thế này này, là đầu tiên là có hai cái button thế này này, có hai cái button thế này nha. Thế bên bên button là button bên bên phải này đi, thì nó không có gì nhé, cái nó không chứa cái gì hết. Cái button bên trái này thì nó chứa số 1 như này này. Đấy, như này nhá. Chúng ta có thể design chữ 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 này nó to hơn một chút. Đại khái là nó design theo ý của mình cho nó đẹp đẹp ấy, đúng không? Chữ to rồi màu sắc các thứ, màu có thể màu nền cũng được. Màu nền là background này, và cái background này màu nền nhá. Cái foreground là màu chữ này. Wow. Này nhá. Thì đại khái là xong thì nó sẽ ra cái giao diện thế này này. Cơ bản nó có hai cái nút thế này. Thế nhá. Thì yêu cầu của thầy là nếu mà nhấn vào nút 1 thì sẽ đổi đổi cái một này sang bên này, còn cái trống này sang bên này.
Đúng rồi, hoán vị. Hoán vị nhau. Nha. Thế lại yêu cầu nhé là design hai cái nút này cho thầy này. Là một nút thì không chứa gì, nút thì chứa số 1. Kích vào nút số 1 thì nó sẽ đổi một vị vị trống cho nhau. Đổi một vị trống cho nhau. Đấy. Đó, ok. Em bạn bạn nào làm xong thì chúng ta sẽ tăng tăng tốc độ lên nhé, một chút như này nhé. Đây đang có hai nút này, ta sẽ thêm hai nút nữa nhé, phía phải xong duplicate, phía phải xong duplicate nhé. Đại khái là nó sẽ có, đây là hai đi, đây là hai đi. Hai này. Mình phải chuột edit text 3 này. Cái ví dụ này nhá. Thì lúc này khi nhấn vào một nó sẽ đổi chỗ một với cả trống như nhau. Đúng không? Nhấn vào ba nó sẽ đổi chỗ ba với trống như nhau. Nhưng mà nhấn vào hai thì nó không đổi được. Đại khái là hai cái ông mà đại khái là trên cùng một hàng hoặc trên cùng một cột đấy thì đổi được, nhưng trên đường chéo nó không đổi được. Tóm lại là trong tình huống này nếu mà nhấn vào một, nhấn vào hàng ngang và hàng dọc thì được, hàng chéo lại không được. Đại khái là trên trên cùng hàng hoặc trên cùng cột đó thì được. Trên cùng hàng hoặc trên cùng cột với cái nút trống ấy, hoặc với nút trống ấy thì được, còn còn lại thì không 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 đổi được, không đổi được vị trí. Đây thì sẽ nói qua một chút về vấn đề Simon nhé. Đây thì có 3 file mà thầy đã gửi cho các em, biết là cái file fun fun sheet này, file brief là file về yêu cầu này, và file về đây là mẫu mẫu thông báo của báo cáo. Mẫu báo cáo thì ở đây có 5 phần, có 7 phần. Phần một giới thiệu, phần hai là các cái yêu cầu của assignment, thứ ba là phần ba là UI design, tức là thiết kế giao diện người dùng, đó. User interface, thứ nhá. Phần thứ tư là implementation, là cái giải thích về cấu trúc của chương trình. Chương trình có cấu trúc gồm có những interface như nào, có các class như nào, đúng không? Đấy. Cái thuật toán mà xử lý là những là thuật toán nào và giải thích cụ thể. Rồi cách thức xử lý các cái lỗi. Đó. Phần 5 là phần test. Cái phần này thì chúng ta sẽ sử dụng unit để chúng ta test test code của chúng ta, test test chương trình. Thì cái này chúng ta chưa học đến. Lần sau chúng ta sẽ học. Phần 6 là cái chụp màn hình cái kết quả thử thi. Đoạn thử thi.
Và phần 7 là phần gọi là tổng kết hay là kết luận. Thì về cái anh bạn brief, tức là yêu cầu cụ thể hay là chi tiết của chi tiết của assignment thì chúng ta nói chung là có bốn phần cơ bản: một là design, hai là thực thi, ba là test, bốn là ba chức năng đó: design, design thông qua cái JFrame Form mà ta học ấy, đúng không? Thứ hai thực thi, thứ ba là kiểm thử. Kiểm thử thì cái này chúng ta chưa học đến, chúng ta sẽ học unit test nha. Unit công cụ test phổ biến của Java. Thì cái submission đó, yêu cầu submit cái này thì module nào chúng ta cũng học cũng có. Cái chữ thế này thế kia này, đúng không? Các cái NO, tức là cái learning outcome, mục tiêu của chúng ta thì chúng ta có bốn bốn mục tiêu cơ bản mà cần đạt được cho assignment. Một là phải hiểu được cái kiến thức cơ bản về lập trình cũng như là cái OOP problem, tức là cái cấu trúc lập trình đối tượng. Hai L mục tiêu thứ hai là phải hiểu được cách gọi là phát hiện lỗi cũng như là xử lý lỗi. Phát hiện xử lý đại khái là chúng ta dùng cái try catch hoặc wow, đi để chúng ta xử lý lỗi thôi. Ba là chúng ta sẽ nắm được kiến thức, tức là cái mục tiêu của anh này phải nắm được kiến thức liên quan đến vấn đề về làm việc với file. Làm việc với file trong ứng dụng thì chúng ta đã học ở phía trước rồi. Và thứ tư là hiểu được cách thức xây dựng một ứng dụng mà giao diện người dùng đồ họa GUI đó, GUI. Thì đây là bốn cái mục tiêu cơ bản, nha. Đó, thì trong đấy cái lập trình giao diện thì chúng ta đang 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 học đến. Thế còn về cái mô tả về mục tiêu hay là yêu cầu cụ thể, bạn phải phát triển một ứng dụng để giải quyết một cái vấn đề cơ bản, đó là nhỏ nhỏ thôi, không cần lớn. Nhưng mà cái vấn đề này sẽ yêu cầu một cái giao diện người dùng đồ họa với các cái tính năng như là đọc ghi file từ file văn bản. Có nghĩa là cái form này, ví dụ là mình muốn xem là danh sách các sinh viên chẳng hạn, thế họ nó có những sinh viên nào, mã là gì, họ tên là gì, giới tính là gì, tuổi là bao nhiêu tuổi, hay sinh năm bao nhiêu đấy, cái thế không? Thì mình sẽ sâu nó ra, tất nhiên là dạng bảng đó, dạng bảng. Thế rồi sau đó thì giả sử như tao muốn insert một 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 một, một sinh viên nào đó vào trong trong file, thì ta sẽ trưng ra một cái form và cho người dùng điền thông tin, ví dụ như họ tên, năm sinh, vân vân, giới tính. Đến sau nhấn nút add cái là nó sẽ add vào trong cho file. Đấy, kiểu thế. Thì đấy là read write. Đấy, cơ bản là như thế. Cơ bản mô tả cơ bản là như vậy. Thì ngoài ra chúng ta cũng cần có những cái thao tác khác liên quan đến 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 việc tương tác với dữ liệu. Như là tìm kiếm. Ví dụ như là tìm sinh viên có mã này, tìm sinh viên có tên này chẳng hạn, đúng không? Rồi tìm min, tìm max, tìm tổng, vân vân. Đại khái là những cái thao tác tìm kiếm ấy. Thế. Ở đây người ta bảo là cái app của chúng ta nó cũng phải có cái khả năng xử lý lỗi, tức là khả năng bắt được các cái lỗi để đảm bảo app nó chạy, nó không bị ngắt tương đồng, ngắt ngắt tức thì như chúng ta học ấy, đúng không? Dùng try catch thôi, đơn giản. Thế. Đó, rồi sau đó thì chúng ta sẽ viết thông báo. Đó, viết cái một cái technical report, một cái báo cáo về cái ứng dụng mà ta đang xây dựng đấy.
Thì nội dung báo cáo cụ thể thì chúng ta có bảy phần như thế đã nói ở phía phần phần template rồi. Và đây người ta cũng muốn mình có một cái gọi là explain, cái giải thích xem cho là cái code của mình nó kiểu như là giải thích về cái code mình tại sao lại như thế, hoặc tại sao mình lại làm như vậy, cái kiểu vậy, hoặc giống kiểu các em vừa làm cái game nãy, hoặc tại sao lại làm như thế, tại sao nhấn vậy? Tức là khi nhấn một nút một chẳng hạn thì nó đổi một với không với nhau thì tại sao lại đổi được, cái kiểu như vậy, đúng không? Đó là giải thích đấy. Thế còn về vấn đề criteria, tức là về vấn đề gọi là phân chia cái mức độ điểm, thì ở đây điểm sẽ được tính theo theo điểm hệ do phổ điểm là 10, thang điểm 10. Sau đó thì nếu mà chúng ta muốn pass thì điểm phải nằm trong đoạn từ 5 đến 6, 6.5 đó, 5 đến 6.5 đó, thì trong cái đoạn này chúng ta sẽ cần phải có đảm bảo được những yêu cầu sau để pass. Một là design được giao diện, rồi thì load được dữ liệu từ file vào, hoặc ta lấy dữ liệu từ file hiển thị ra, hoặc và lưu dữ liệu vào file, nhận lại xử lý được lỗi, có nghĩa là đảm bảo chương trình không bị ngắt tức thời đấy, không có một cái scrap nào cả. Thế rồi viết các cái test plan, tức là cái vấn đề về về test code, cái này chúng ta chưa học đến như thầy nói, chúng ta sẽ nói đến ở phiên sau. Chúng ta dùng unit đấy, thì đây là cái yêu cầu cơ bản cho việc đạt được điểm pass nhà điểm pass. Còn muốn điểm cao hơn merit thì chúng ta tức là 7 từ 7 đến 8.5 ấy, thì chúng ta sẽ phải đáp ứng thêm nữa là ứng dụng phải có thiết kế, nói chung là nó design tức là đại khái là nó hợp lý, hợp lý nó đẹp, nó khá là nó cũng lung linh một chút. Là cái giao diện trông nó cũng friendly, nó cũng thân thiện, code các cái luồng dữ liệu vào ra nó chuẩn. Và có một điểm nữa yêu cầu, người ta yêu cầu là phải apply được cái unit để kiểm kiểm thử tự động. Chúng ta chưa học cái unit làm sao. Và thứ ba, yêu cầu thứ ba là phải xử lý được các lỗi để tránh crash, tránh các cái crashing. Còn muốn đạt được điểm 10 thì điểm D đó, điểm D thì ứng dụng phải phải cho được một cái design gọi là excellent. Nó gọi là ở mức độ gọi là gần như là hoàn hảo thì nó cũng hơi khó, đúng không? Design và thực thi ở mức độ nào hoàn chỉnh, chạy không có bất kỳ lỗi nào, tất cả các input đều phải được validate, có thì cũng dễ, không khó đâu, đều phải validate thì không khó đâu, nghĩa không khó đâu, tất cả các lỗi đều phải được xử lý đấy, thế thì cũng cũng đâu có khó đâu. Các cái tức là sâu ra các cái ý tưởng hay, các cái thuật toán cái là hay hay là cái đấy, cái có thuật toán tốt. Đó thì đấy là cái brief assignment brief nha, yêu cầu của assignment. Đó thì toàn bộ đó là những gì thầy có giải thích về 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 assignment đối với môn học Java này nhỉ. Để có bạn nào có câu hỏi gì không? Tên à, ở đây người ta không nói rõ là cái ứng dụng của ta nó focus vào cái vấn đề gì, nên thực ra chúng ta hoàn toàn có thể chọn được cái topic mà ta muốn. Các em thích làm về quản lý điểm hay là quản lý sinh viên hay là quản lý sản phẩm hay là mua bán gì gì đấy, cái đấy chúng ta hoàn toàn có thể chọn được nhá. Chọn được, miễn là nó phải đảm bảo được những cái tiêu chí, những cái learning outcome ở đây được. Được chưa? Đấy nha.
Đấy. Còn lớn hay bé thì chúng ta có quyền chọn. À, dự án lớn thì chúng ta điểm to, mà dự án bé chúng ta điểm bé. Đó thì nói chung là khá là chi tiết, người ta cũng có yêu cầu và các thứ là khá chi tiết. Có nào có câu hỏi gì không? Thế này à, thế này nha. Đấy thì thầy nhắc lại ở đây người ta không nói rõ là topic của chúng ta là về cái gì. Đó. Nên nên là chúng ta có quyền tự chọn nhé, tự chọn. Cứ bám vào các cái LO này chúng ta sẽ xử lý. Thì chắc là chúng ta sẽ làm dần đi là bởi vì là chúng ta cũng phía đằng trước chúng ta đã học được những gì, chúng ta cứ làm dần những cái đó trước đã. Wow. Đó, viết report các thứ rồi trình những cái chức năng cơ bản trước đã nhé, trước đã. Để chúng ta sẽ không bị đảm bảo không bị delay và tận dụng cái thời gian tiếp theo để chúng ta xử lý cho nó được đi sâu và nó có thể đạt được ở những cái mức điểm cao. Cả thế đó nha. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói thêm một chút nữa về vấn đề form chúng ta xong chúng nghỉ nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề về hội thoại, giảm một chút nha, một số các hội thoại. Thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái control hay là cái thành phần đó là job pan để chúng ta sẽ hiển thị một số các loại hội thoại nha. Thì Job Span nó nằm ở trong thư viện Java X.swing chấm Job Span. Thì hoặc là chúng ta có để là swing chấm sao cũng là sao, có thể là sẽ lấy tất cả các cái anh bạn trong swing ra. Thế thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp thoại ở dạng thông báo, thông điệp, nó có cái biểu tượng y ở đây. Thì chúng ta dùng hộp thoại đó là dùng cái phương thức là show message dialog. Nó có hai đối số ta cần đưa truyền đi, một là cái đối tượng sẽ áp dụng thì chúng ta không không biết nó đối tượng nào, chúng ta để nó null. Hai là cái chuỗi mà chúng ta muốn hiển thị thông báo. Chúng ta thử vào nha. Ví dụ như là ở đây chắc thì thầy sẽ tạo một form mới nhá cho nó dễ nhá, form 4 này. Đấy, thì có một cái button ở đây. Ví dụ như là dialog chẳng hạn, show dialog chẳng chữ nó to một chút nha. Tham tư này, bầu này, cơ bản này nhá, xong rồi ta sẽ trên tên của nó.
BTN chẳng hạn, BTN sâu đa lắm chẳng hạn. Đấy, sau đó thì ta sẽ vào event action action perform nhá. Đó, cái này. Thì ta sẽ sử dụng đến cái Z option pan, Z này, option này, pan này. Đó, nó yêu cầu add cái thư viện vào thì mình add nó vào nhé. Chấm chấm sâu, các em sẽ thấy nó ra một loạt các cái sâu, sâu input, sâu confirm, sâu vân 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 vân, sâu message. Thì phải chọn cái message chẳng hạn nha, sâu message dialog. Ta có thể để là this cũng được hoặc không để null cũng được nhé. Còn bên này là một cái chuỗi chứa cái thông 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 điệp, ví dụ như là hello 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 message. Dialog chẳng hạn. Đấy. Sau rồi ta chạy thử. Này. Kích vào đây, nó hiện ra một cái điện thoại này này. Dạ. Dạ, kiểu thông thông báo thông tin. Đó. Hello message. Thì cái hộp được, không sao nhé. Cái this này nó là đại diện cho cái ông bạn hiện thời. Ông bạn hiện thời thực ra là cái ông bạn là cái Z option này, nó là this nhá. Còn ta không áp dụng cái này cho ông nào cả thì đơn giản cái để luôn nhá. Khá là chỉ là đưa ra thông báo thôi. Đơn giản là cứ để luôn. Đó, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ nhất về vấn đề hộp thoại thông báo nha. Thứ hai là hộp thoại về confirm. Người ta có là job option pan chấm show confirm dialog. Ví dụ như là are you sure? Đó thì nó hiện hiện cho mình một cái hộp thoại mà nó có ba cái nút, một là nút xác nhận yes, hai là nút không xác nhận tức là no, và nút ba là cancel là không không trừng hộp thoại nữa. Nếu mà nhấn yes nó sẽ trả về true, nhấn no nó trả về false, cancel thì nó hủy. Đó, thì ví dụ như là thầy sẽ nó trả về đấy nhé, không cần nó trả về, nó giống hệt như cái confirm ở trong JavaScript ấy, đúng không? Thì ví dụ như là thầy sẽ có một cái colon nhé, thử xem sao nhé. Bo bằng trên kiểu by bo tweet, à nó lại trả về một cái ông bạn tin này, in này. Đấy, sau đó thì sẽ sâu ra như này nhá. G option pan chấm show message dialog this bo, xem nó sâu cái gì nhá. Nhấn yes này. Nó sâu không này, không nha, thầy thì nhấn no xem sao, nó sâu một này,
Yes show không, no show 1 nha. Cancel show 2 này. Yeah, cancel show 2. Đấy. Nó trả về. Nhấn yes show 0. Nhấn chọn no show 1. Chọn cancel thì nó trả về, nó trả về đấy. Đấy. Thì dựa vào giá trị trả về đấy để mình sẽ biết được là người ta chọn cái gì, đúng không? À đấy là giá trị trả về. Đây. Nó là giá trị trả về của show confirm dialog nhỉ? Dạ. Nó là giá trị trả về của phương thức show confirm dialog của Zoption Path. Dạ. Mình phải chuột trở lại nhá. Đây không phải như này đúng không? Nhấn yes thì nó trả về cái gì đấy này đúng không? Cái gì đấy thì mình muốn biết nó là cái gì thì mình Zoption Path show message dialog ra này. Dạ. Nó trả về không này. Dạ. Yeah. Chọn no này, nó trả về 1 này. Trả về 1 nó trả về, nó lưu vào trong biến OBO này đúng không? Cái này nó giống như cái confirm ở trong JavaScript ấy, chúng ta học rồi đúng không? Trong JavaScript có học rồi mà. Có cái confirm mà. Nhấn true thì nhấn yes trả về về true ấy, đúng không? Đấy, cancel thì trả về 2 này. Yeah. Không ở đây như vậy nhân nhân chứ anh, nó này đây. Nó lại trả về đây giá trị của nó chị ạ. Ở đây chắc là nó không cho mình trả về chữ khác đi, nó giá trị mặc định giống như kiểu trả về true, trả về false nha. Tức là tóm lại là mình sẽ dựa vào giá trị trả về đấy để mình biết được là người ta nhấn chọn cái gì đúng không nha. Là không confirm gì hết thì tức là nó trả về 2, còn không xác nhận cái là gì là no ấy, nhấn chọn no ấy là sẽ trả về 1. Thì nếu mà nó là 1 thì mình có nghĩa là người ta bảo là mình sẽ hiểu là người ta không chọn, không xác nhận, đúng không? Hiểu chưa? Dựa vào giá trị trở về nhé. Bài tiếp theo nhé. Zoption Path show input đại lắm. Ví dụ như là input value chuẩn này. Nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại như này, một cái giống cái này, nó giống như cái prompt ở trong JavaScript. JavaScript nó có cái prompt này đúng không? Điền thông tin vào đây, nhấn OK thì nó sẽ trả về cái dữ liệu mà mình đã điền này đúng không? Thế ta có thể nó vì nó trả về nên ta có thể là tạo ra một cái biến STR chẳng hạn để nó lưu lại cái dữ liệu trở về nhá. Sau mình lại show nó ra thử xem sao. Sẽ có đúng không? Show dialog à, show message dialog. STR. Okay. Điền thông tin này. Đúng ok, đó nó trả về những gì thầy đã viết vào. Yeah. Cancel này. Không trả về gì. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6 trả về 1. Đó nha. Thì đấy là hộp thoại thứ 3 show input dialog cho phép mình có thể điền. Yeah. Đúng hệt như trong JavaScript. Một cái là thông báo thông thường, tức là dùng alert. Thì đây là show message dialog. Một cái là confirm thì dùng cái Zoption Path show confirm. Cái là prompt thì đây là input.
Thế nhắc lại là trên cơ sở đăng ký học phụ đạo của lớp thì thứ sáu chúng ta sẽ học phụ đạo nha, ở slot 3 nha, slot 3 tức là slot cuối này. Thì bạn nào mà không đăng ký học thì có thể về sau khi học xong 2 slot đó nha. Học phụ đạo ấy nha. Thứ sáu này tức là ngày kia nhá. Không, học slot 3. Slot 3 của thứ sáu mình học phụ đạo là học ở slot 3 của cái buổi sáng này đúng không? Buổi sáng này mình học nhé. Còn slot 1 và slot 2 là học học chính 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 khóa bình thường. Dạ. Bạn nào không đăng ký vào học phụ đạo thì có thể về về vào slot 3. Ừ, nhưng mà sẽ được thay thế bằng bằng phụ đạo. Sau các em sẽ được kéo dài cái slot ở phía sau. Dạ. Có nghĩa là bình thường chúng ta học 40 slot chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta phụ đạo 3 3 slot thì chúng ta sẽ được kéo dài thành 43 slot. Dạ. Và sẽ được bù bù học của đi sau. Buổi sáng thôi. Sáng. Chỉ là kéo dài thêm thôi.